Thân mến, chào tất cả các bạn đến với lại chương trình Kỹ năng sống. Đây là chương trình được chúng tôi kết hợp thực hiện giữa Trung tâm Truyền hình Kỹ thuật số VTC tại thành phố Hồ Chí Minh cùng với lại công ty TGM Training. Và trong thời gian sắp tới thì công ty TGM Training chúng tôi sẽ đổi tên thành là công ty phát triển thế hệ trẻ, gọi tắt là YDC, được viết tắt bởi một cụm từ chữ tiếng Anh, đó là Youth Development Corporation. Các bạn thân mến, cách đây cũng không lâu thì có một bạn trẻ đặt cho tôi một câu hỏi. Và đây là một câu hỏi rất hay. Bạn hỏi tôi rằng là: anh ơi, em thấy anh làm rất là nhiều những cái chương trình huấn luyện, đào tạo, viết báo, viết bài, cũng như là làm chương trình kỹ năng sống trên VTC. Vậy thì cái mục đích cuối cùng của anh là gì? Tức là mục đích mà anh muốn hướng tới cuối cùng trong tất cả những công việc đó là gì? Thì đó là một câu hỏi do một bạn trẻ đặt cho tôi. Và câu hỏi này là một câu hỏi mà thật ra bản thân tôi đã đặt cho mình từ rất lâu rồi, nhưng mà rất hiếm khi nào có một khán giả nào lại là người đặt cho tôi câu hỏi này. Thì cũng nhân tiện ngày hôm nay tôi cũng trả lời cho các bạn, cũng như là trả lời riêng cho bạn đó. Đó là: nếu như chỉ chọn một thứ duy nhất để làm mục đích của bản thân tôi cho tất cả mọi việc tôi làm, thì câu trả lời của tôi đó chính là tôi mong muốn thông qua tất cả những việc này thì gửi đến một cái phương pháp, một cái kiến thức cho những bạn trẻ, để mà những bạn trẻ này chúng ta có được một cái quãng đời tuổi trẻ thật sự ý nghĩa. Thì đó là cái mục đích lớn nhất của tôi. Và khi mà tôi làm được điều đó thì chính cuộc đời của tôi trở nên ý nghĩa hơn. Như vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ lựa chọn để mà nói về cái chủ đề này. Đó là làm cách nào để mà mỗi người trẻ trong chúng ta có được một cái quãng đời, một cái giai đoạn đẹp nhất, đó là một giai đoạn tuổi trẻ của mình. Một quãng đời đó nó thật sự có ý nghĩa, thật sự bạn làm được nhiều điều có ích cho chính bạn và cho những người xung quanh. Và chủ đề của chúng ta được mang tên đó là sống một tuổi trẻ ý nghĩa. Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 đến 25 tuổi. Lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc. Các bạn thân mến, tôi vừa mới đọc cho các bạn nghe một cái đoạn mà cá nhân tôi rất tâm đắc. Và đoạn này được trích trong tác phẩm truyện ngắn Tiếng Người của nhà văn Phan Việt. Lý do tại sao tôi lại đọc cho bạn nghe đoạn vừa rồi là bởi vì trong đoạn này thì có nhấn mạnh một cái thông điệp rất là quan trọng. Đó là nếu như phải chọn một cái lứa tuổi nào mà nên và phải bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, thì tốt nhất đó là từ 18 đến 25 tuổi. Điều đó không có nghĩa rằng là dưới 18 hoặc là trên 25 nó không phải là những lứa tuổi đẹp, không phải là như vậy. Nhưng ý của tác giả muốn nhấn mạnh một điều rằng 8 năm từ 18 đến 25 thì có lẽ đây là 8 năm mà chúng ta nên cho phép bản thân mình dấn thân, nên cho phép bản thân mình được trải nghiệm nhiều nhất. Bởi vì đây là cái khoảng thời gian mà chúng ta có rất nhiều thứ. Và ngược lại, những thứ chúng ta đang có đó thì nó chưa có cái thứ nào nó rõ ràng cả. Cho nên hay nói một cách khác là chúng ta cũng không có thứ gì để mà chúng ta sợ phải mất, chúng ta sợ phải đánh đổi. Thì tôi muốn dùng cái ý đó để mà mở đầu cho chủ đề ngày hôm nay, để mà chia sẻ với các bạn. Vậy thì trong giai đoạn tuổi trẻ, chúng ta nên làm cái gì để mà tuổi trẻ của mình nó trở nên ý nghĩa hơn? Dĩ nhiên đây là một câu hỏi rất mở và rất rộng. Có quá nhiều thứ mà cuộc đời chúng ta nên làm để mà chúng ta có một tuổi trẻ ý nghĩa. Và trong giới hạn về mặt thời lượng chương trình Kỹ năng sống hôm nay, thì tôi chỉ xin phép nêu lên cái quan điểm của mình, đó là 10 việc mà bất kỳ một người trẻ nào trong chúng ta cũng nên trải qua, cũng nên trải nghiệm nó, để mà từ đó chúng ta có được một cái tuổi trẻ ý nghĩa. Để rồi sau khi mà mình bước qua một cái giai đoạn, tạm gọi là bước qua giai đoạn tuổi trẻ, tức là lúc đó chúng ta khoảng 20 mấy, 30, thì khi mà chúng ta nhìn lại, chúng ta sẽ không có bất kỳ một cái điều gì hối tiếc về cái tuổi trẻ mình đã trải qua nữa. Để rồi chúng ta sẽ không có nói lên những cái từ ví dụ như là giá như hồi xưa tôi biết như vậy thì tôi sẽ thế này, nếu như tôi được quay ngược lại thời gian thì tôi sẽ thế kia. Tôi mong rằng là sau khi mà chúng ta
trải qua cái giai đoạn tuổi trẻ của mình thì bất kỳ mỗi người trong chúng ta không phải ai phải thốt lên cái điều đó nữa. Như vậy thì bây giờ tôi sẽ cùng các bạn, tôi mời các bạn chúng ta sẽ đi qua 10 cái điều mà tuổi trẻ chúng ta nên trải nghiệm để mà chúng ta có được một cái quãng đời nó ý nghĩa nhất. Và các bạn lưu ý cái từ mà tôi dùng, đó là tôi dùng từ trải nghiệm. Thì cái ý nghĩa của nó là gì? Tức là đây phải thật sự là 10 điều mà do chính bản thân bạn trải qua. Và sau đó bạn sẽ nghiệm lại để mà bạn đúc kết, bạn xây dựng được cho riêng mình những cái bài học, bạn tích lũy được cho mình những cái vốn về kiến thức, về kinh nghiệm, vân vân. Chứ không phải 10 điều này là 10 điều bạn nghe người ta nói, không phải 10 điều này là 10 điều bạn đọc thấy hay hay, không phải, mà phải do chính bản thân bạn là người trải qua. Khi mà chúng ta học bất kỳ một cái gì thì nó có rất là nhiều cách học khác nhau, nhưng mà không có bất kỳ một cách học nào có thể thay thế được cái cách học của sự trải nghiệm, bởi vì chỉ một mình duy nhất bạn là người trải qua cái đó, và chỉ một mình duy nhất bạn là người nghiệm lại được những bài học cho riêng mình mà thôi. Điều đầu tiên đó chính là gì? Điều đầu tiên đó là khi chúng ta còn trẻ, và đặc biệt trong lứa tuổi mà các bạn vẫn còn đang đi học, cụ thể là sinh viên, tức là các bạn khoảng tầm chừng trong giai đoạn từ 18 cho đến khoảng 22 tuổi, thì cái điều đầu tiên tôi khuyên các bạn nên làm, nên trải nghiệm, đó là bạn hãy đi làm thêm. Bạn hãy đi làm một công việc nào đó. Dĩ nhiên khi nói ra cái việc làm thêm thì đây là một cái điều không có mới mẻ gì. Nhưng mà trong thực tế, khi mà tôi có điều kiện tôi tiếp xúc với lại nhiều bạn sinh viên, thì ngạc nhiên thay, đó là cái tỷ lệ mà sinh viên đi làm thêm thật ra cũng không cao lắm các bạn. Và nếu mà có thì những cái công việc làm thêm đó của các bạn thì nó cũng không hẳn là làm thêm, mà nó chỉ là những công việc rất là lặt vặt thôi, những công việc mang tính thời vụ thôi. Thì đối với tôi nó cũng không phải là một công việc làm thêm mang tính đúng nghĩa là mình đi làm để mình học hỏi được một cái gì đó, mà những công việc kia nó chỉ là công việc bạn làm thời vụ để mà bạn kiếm một chút tiền để bạn trang trải cuộc sống vào một cái thời điểm khó khăn nào đó thôi. Thì cái lời khuyên đầu tiên của tôi để mà chúng ta có một cái tuổi trẻ ý nghĩa, đó là bạn hãy làm thêm và hãy làm một công việc thực sự tại một nơi nào đó, một công việc bán thời gian, một công việc chiếm của bạn một ngày khoảng 4 tiếng, 5 tiếng đồng hồ. Một công việc đôi khi là cái áp lực về công việc nó cũng tương tự như cái áp lực về việc học tập. Và đôi khi có những lúc mà bạn phải thấy mình phải gồng căng người lên để mà mình vừa phải hoàn thành việc học tốt, cũng như là mình vừa phải đáp ứng được công việc ở trên công ty. Thì đó mới chính là cái công việc làm thêm mà tôi đang muốn nói đến. Lý do tại sao chúng ta nên làm điều này là bởi vì trong thực tế, khi mà chúng ta chuẩn bị tốt nghiệp ra trường để mà chúng ta đi xin một công việc chính thức, thì có rất nhiều bạn sinh viên, các bạn hay than với tôi rằng là tại sao các doanh nghiệp khi mà họ tuyển dụng, họ cứ hay đòi hỏi bản thân sinh viên phải có 1-2 năm kinh nghiệm đi làm. Tụi em mới là sinh viên tốt nghiệp ra thì lấy đâu mà kinh nghiệm đi làm. Thì thật ra cái quan điểm của tôi là như thế này. Dĩ nhiên là công ty người ta thừa hiểu một điều rằng là bạn đang là sinh viên thì bạn không thể nào bạn có được 1-2 năm kinh nghiệm đi làm toàn thời gian. Dĩ nhiên cái điều này là ai cũng hiểu cả. Nhưng mà cái ý họ dùng cái từ kinh nghiệm làm việc ở đây thì ý họ muốn nói rằng là ngoài việc học ra thì bạn có còn tham gia một công việc gì đó nữa hay không? Bạn có đã trải nghiệm qua một cái chương trình, một cái dự án gì đó thật sự hay không? Và bạn đã học hỏi được những cái gì từ những công việc đó? Thì lúc này quay trở lại, cái trách nhiệm nó thuộc về chúng ta, chứ không phải là chúng ta đổ lỗi cho các doanh nghiệp là tại sao lại khó tính như vậy, tại sao lại khắt khe như vậy. Cho nên cái đầu tiên mà tôi khuyên các bạn đó là hãy tìm một công việc làm thêm, một công việc cho bạn được những kinh nghiệm, một công việc cho bạn được một khoản thu nhập nào đó để mà bạn biết quý trọng cái đồng tiền hơn trong cuộc sống này. Và cái trải nghiệm thứ hai mà tôi mong rằng các bạn trẻ chúng ta cũng nên trải qua, đó là khi chúng ta còn trẻ thì hãy thử cho mình một chuyến đi du lịch bụi. Tôi dùng từ du lịch bụi ở đây nghĩa là gì? Tức là ý tôi muốn nói rằng đây là một chuyến đi du lịch mà do tự bạn đi, hoặc là bạn và một vài người bạn trong một cái nhóm nhỏ nào đó của bạn, và chúng ta đi theo kiểu là chúng ta đi khám phá tự mình, chứ không phải là mình đi trong tham gia một cái tour du lịch, không phải là như vậy. Cái cảm giác mà một mình bạn hoặc là một nhóm nhỏ bạn và những người bạn của mình đến một cái nơi xa lạ, đến một cái nơi mà bạn không có biết trước, đến một cái nơi mà có rất là nhiều điều thú vị và bất ngờ đang chờ đón bạn, hoặc là thậm chí có những điều mà đôi khi là
thậm chí nó còn có yếu tố là nó hơi nguy hiểm một tí để mà nó đang đón chờ bạn, thì đó là một cái cảm giác rất là thú vị mà các bạn nên có, nên trải qua, chứ không đơn giản là chúng ta chỉ ngồi chúng ta đọc sách để mà chúng ta biết rằng là nơi này nơi kia nó đẹp như thế nào. Dĩ nhiên nói điều đó không có nghĩa là tôi khuyến khích các bạn đi du lịch bụi một cách theo phong trào, một cách thiếu hiểu biết. Mà trước khi chúng ta đến một nơi nào đó thì chúng ta hãy dành thời gian, chúng ta lên internet, chúng ta cũng có thể là mua sách vở, mua sách báo về cái nơi đó để mà chúng ta tìm hiểu trước. Chúng ta biết trước là mình đến nơi đó thì những nơi nào là những nơi mình nên đi tham quan, những món ăn nào là những món ăn mình nên thử, mình nên tìm hiểu, cái vùng miền văn hóa địa phương nơi đó như thế nào, vân vân. Bạn hoàn toàn có thể đi du lịch bụi ở một nơi trong nước cũng như là một nơi ngoài nước. Trong cái điều kiện hiện tại thì bây giờ tôi nghĩ rằng cái việc mà chúng ta đi du lịch bụi ở một nước nào đó gần thôi, ví dụ như là chúng ta đi du lịch bụi ở Thái Lan, ở Lào, Campuchia vân vân, nó cũng không quá khó trong cái điều kiện hiện nay. Cho nên là tôi rất khuyến khích các bạn hãy trải nghiệm cái cảm giác này, để mà qua đó chúng ta sẽ trưởng thành hơn, bởi vì chúng ta biết được rằng là thế giới này rộng hơn chúng ta tưởng rất là nhiều. Và cái trải nghiệm thứ ba mà tôi thành thật là khuyên tất cả các bạn trẻ chúng ta nên trải qua, đó là các bạn hãy tham gia một chương trình, tôi gọi đó là chương trình từ thiện, tức là một chương trình mang tính cộng đồng hoàn toàn. Ở đó thì bạn đúng nghĩa là bạn chỉ có cho đi thôi, một cách vô điều kiện, vô vị lợi, và không có nhận lại bất kỳ một cái gì hết. Và nếu như mà bạn có nhận lại thì đó chỉ là mình nhận lại cái niềm vui, nhận lại cái hạnh phúc của mình trong công việc đó mà thôi. Thì lý do tại sao tôi lại khuyên các bạn làm điều này, để mà chúng ta, khi mà chúng ta cho đi như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là bản thân chúng ta, cuộc sống của chúng ta may mắn và hạnh phúc hơn rất là nhiều người. Để từ đó chúng ta sẽ biết cách trân trọng cuộc sống của mình hơn. Và rồi mình sẽ nỗ lực mình sống nó xứng đáng hơn, mình nỗ lực mình học tốt hơn, mình nỗ lực mình làm được ra nhiều của cải vật chất hơn, để rồi từ đó mình lại cho đi được nhiều hơn. Bởi vì cái việc mà chúng ta cho đi, cái việc mà chúng ta làm từ thiện, chúng ta giúp người khác, nó là một cái thói quen chứ không phải là một cái thời điểm nào đó cụ thể. Rất là nhiều người, chúng ta hay thấy những cái tấm gương thành đạt, những tấm gương triệu phú, tỷ phú, mình thấy họ làm từ thiện rất là nhiều và mình nghĩ trong đầu rằng mấy người này người ta giàu rồi cho nên là người ta mới làm từ thiện. Thật ra không phải là như vậy. Những người đó người ta đã làm từ thiện từ lúc mà người ta chưa có gì hết, từ lúc người ta từ hai bàn tay trắng, để rồi nó trở thành một thói quen, một phần tính cách con người của họ. Để rồi sau này họ thành đạt hơn thì họ sẽ vẫn duy trì cái thói quen đó ở một cái quy mô nó lớn hơn mà thôi. Cho nên cái lời khuyên của tôi đó là hãy tham gia một chương trình từ thiện nào đó, một chương trình bạn cho đi đúng nghĩa. Và tiếp theo một trải nghiệm nữa đó là lần này thì chúng ta cũng sẽ tham gia một chương trình, nhưng mà nó khác với một chương trình từ thiện, mà lần này bạn hãy tham gia một chương trình với tư cách là một người tổ chức một cái sự kiện nào đó, bạn là một thành viên trong ban tổ chức. Lý do tại sao chúng ta lại nên làm điều này là bởi vì tôi tin một điều rằng là tất cả những bài học về kỹ năng lãnh đạo, về kỹ năng làm việc nhóm, về kỹ năng giao tiếp, về kỹ năng thuyết trình vân vân, thì không có cái trường lớp nào nó dạy bạn tốt bằng cái việc là chính bạn là cái người bắt tay vào để làm một dự án nào đó, làm một chương trình nào đó. Thì chính trong cái dự án đó thì nó chính là cái người thầy để mà giúp cho bạn học được những cái kỹ năng kia một cách nó sâu sắc và một cách rõ ràng nhất. Để từ đó bạn lại tiếp tục tích lũy cho mình một cái vốn sự nghiệp, một cái vốn kinh nghiệm và vốn kiến thức trong cái quãng đời tuổi trẻ của mình. Và cái trải nghiệm tiếp theo, trải nghiệm thứ năm, chúng ta cũng rất nên làm khi chúng ta còn trẻ, đó là chúng ta hãy gặp gỡ và chúng ta hãy trò chuyện với một nhân vật nào đó có uy tín trong xã hội này. Lý do tại sao chúng ta nên làm điều này là bởi vì khi mà chúng ta có cái dịp chúng ta gặp được những con người đó thì lúc đó chúng ta mới biết được là mình nhỏ bé như thế nào. Để rồi từ đó mình sẽ khiêm tốn, để rồi từ đó mình sẽ nỗ lực học tập, để rồi từ đó mình sẽ có một cái động cơ mình phấn đấu, một cái ý chí vươn lên, một cái sự nể trọng, kính trọng những cái nghị lực của những con người đó, cũng như là một cái niềm tin rằng là có những người họ đã làm được thì chắc chắn mình cũng sẽ làm được. Thì đó là cái lý do tại sao mà tôi khuyên các bạn nên làm điều này. Dĩ nhiên có nhiều bạn, các bạn nghe tôi chia sẻ thì có thể là các bạn suy nghĩ trong đầu rằng là bây giờ mình còn trẻ, mình chưa là ai hết,
thì làm sao mà mình có thể mình tìm gặp được những người này, những người này người đâu đâu có rảnh người ta dành thời gian cho mình đâu. Thì câu trả lời của tôi là thật ra nếu bạn nghĩ như vậy thì nó cũng chỉ là một cái niềm tin thôi, và tự bạn đang giới hạn lại. Tôi đồng ý với bạn rằng là chúng ta chưa có gì hết cho nên sẽ rất là khó để mà những người này người ta dành thời gian cho mình. Đúng rồi, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có những cái phương pháp, có những cái cách thức để mà chúng ta tiếp cận họ. Ví dụ như chúng ta hãy chủ động, chúng ta năng động, chúng ta tìm đến những cái hội thảo, những cái diễn đàn, những cái buổi chia sẻ. Có rất là nhiều những cái chương trình mà thậm chí là hoàn toàn miễn phí cho các bạn tham gia. Để rồi từ đó các bạn sẽ có cái cơ hội mà các bạn gần gũi hơn những con người đó. Và khi mà các bạn tham gia nhiều lần như vậy thì các bạn mạnh dạn các bạn đến tiếp xúc với họ, các bạn có thể xin họ thông tin, để rồi các bạn gửi email, các bạn cảm ơn họ, vân vân. Nhưng chúng ta cũng đừng có ép họ là phải dành thời gian cho chúng ta, điều đó nó rất là vô lý. Nhưng mà sau nhiều lần nỗ lực như vậy thì tôi vẫn tin rằng là bạn sẽ tăng được cái khả năng mà bạn gặp được và bạn tiếp xúc được trực tiếp những con người đó. Còn dĩ nhiên trong trường hợp là bạn đã nỗ lực rất nhiều mà bạn không có tiếp xúc được một cách trực tiếp thì ít ra bạn cũng đã tiếp xúc được họ ở một cái khoảng cách nào đó nhất định rồi, thông qua email, thông qua cái việc mình đến trực tiếp mình trò chuyện với họ một vài phút thôi, thì ít ra nó vẫn tốt hơn so với cái việc là bạn chỉ có ngồi nhà và bạn ước mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ được như những con người này nhưng không bao giờ mình dám tiếp xúc với họ cả. Các bạn thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục đến những cái trải nghiệm tiếp theo, đó là trải nghiệm thứ 6. Trong cái quãng đời tuổi trẻ của mình thì tôi rất khuyên các bạn đó là chúng ta hãy nên dành một cái khoản đầu tư nhất định để mà chúng ta đăng ký tham gia những cái khóa học mà tôi gọi đó là khóa học về phát triển bản thân mình. Hoặc là chúng ta cũng có thể tham gia những cái khóa học thiên về một cái bộ môn nghệ thuật nào đó. Ví dụ như bạn có thể đi học vẽ, bạn đi học hát, bạn đi học chơi một nhạc cụ nào đó vân vân. Hoặc là những khóa học về kỹ năng để chúng ta phát triển mình. Lý do tại sao tôi khuyên các bạn điều này là bởi vì chúng ta đừng có nghĩ rằng là việc học chỉ duy nhất ở trên nhà trường. Tại vì nếu mà chúng ta nghĩ như vậy thì chúng ta sẽ rất giới hạn cái cơ hội để mà chúng ta phát triển mình, chúng ta đến với một cái thế giới nó lớn hơn, chúng ta được tiếp cận được với những chương trình hay hơn, những con người thú vị hơn. Cho nên chúng ta hãy cứ mạnh dạn đầu tư vào những cái chương trình đó, và chúng ta đừng nghĩ rằng là những chương trình đó là những chương trình mà nó tốn kém, nó tiếc tiền. Thật ra nếu như mà bạn nghĩ rằng bạn tiếc tiền cho cái việc đầu tư vào chính mình thì điều đó cũng nghĩ rằng là bạn cũng đang tiếc cái thành công cho chính bạn. Cho nên là hãy mạnh dạn làm cái điều này. Bởi vì khi tôi quan sát thì tôi thấy được một sự khác biệt rất rõ ràng giữa những nhóm người mà họ luôn sẵn sàng đầu tư vào bản thân của họ và những nhóm người mà nhìn cái việc đó là một cái việc tốn kém, một cái việc không đáng để mà quan tâm. Thì nó luôn có một sự chênh lệch nhất định giữa hai cái nhóm bạn trẻ này. Và một trải nghiệm nữa, trải nghiệm thứ 7, chúng ta cũng rất nên làm khi chúng ta còn trẻ, đó là chúng ta hãy tập viết. Bạn viết lách, viết một cái gì đó. Và dĩ nhiên nếu mà bạn nào có năng khiếu về viết thì bạn có thể bạn viết báo, bạn cộng tác với một tờ báo nào đó để mà bạn viết báo thì điều đó rất là tốt. Còn nếu bạn không đạt được tới cái trình độ đó thì cũng không sao cả. Bạn hãy cứ viết lách theo cho riêng bạn thôi. Ví dụ như viết nhật ký, hoặc là viết blog, hoặc là bây giờ chúng ta cũng có rất nhiều cái phương tiện, ví dụ như Facebook vân vân, để mà bạn có thể bạn viết lách. Lý do tại sao chúng ta nên làm cái việc này, bạn đừng nghĩ rằng là mình phải có khiếu viết thì mình mới viết. Dĩ nhiên tôi đang nói là viết thôi chứ tôi không nói rằng là bạn sẽ phải trở thành một nhà văn, không phải là như vậy, hoặc là một nhà báo chuyên nghiệp, không phải là như vậy. Nhưng mà viết là một việc bạn rất nên làm, bởi vì viết đó là một cách học. Viết là một trong những cách học tốt nhất, là bởi vì khi bạn viết tức là lúc bạn đang rèn cái tư duy bên trong suy nghĩ của bạn, để rồi bạn sắp xếp cái trật tự, bạn sắp xếp những ý tưởng, bạn sắp xếp cái mạch tư duy để từ đó bạn thể hiện nó ra ngoài thông qua một cái trang báo, hoặc là thông qua một trang mạng, hoặc là thông qua một cuốn sổ tay của bạn vân vân. Thì đó là cái cách mà chúng ta sẽ cho phép mình dành thời gian để mình hướng vào nội tâm của mình, để rồi mình chiêm nghiệm, để rồi mình trưởng thành hơn thông qua cái quá trình đó. Một trải nghiệm tiếp theo, trải nghiệm thứ 8 chúng ta cũng nên làm, đó là chúng ta hãy tự chính tay mình tổ chức một cái bữa tiệc gì đó cho gia đình của mình. Dĩ nhiên là tùy vào khả năng của bạn. Nếu mà bạn không có khả năng nấu ăn
thì bạn tổ chức thôi và bạn nhờ người khác nấu. Còn nếu bạn có khả năng nấu ăn thì chính bạn là người nấu một bữa ăn cho gia đình của mình luôn. Lý do tại sao chúng ta nên làm việc này là bởi vì khi chúng ta làm như vậy, đặc biệt những bạn mà các bạn không có cái điều kiện các bạn sống gần gia đình của mình, mà những dịp chúng ta quay về với gia đình của mình thì chúng ta rất nên làm điều này để mà chúng ta duy trì được một cái mối quan hệ đối với những thành viên trong gia đình của mình. Bởi vì tôi không tin rằng là một người có thể trở thành một người giao tiếp rất là giỏi trong xã hội trong khi trong những người gần nhất với mình là gia đình của mình lại không có giao tiếp được với họ. Thế nên chúng ta hãy tập bắt đầu từ cái môi trường nhỏ nhất, đó chính là gia đình của chúng ta. Một cái bữa tiệc gì đó, một cái bữa nấu ăn, một cái chương trình gì đó mà tự bạn suy nghĩ để bạn tạo ra cho chính gia đình của bạn, để mà chúng ta thắt chặt thêm cái tình cảm gia đình. Và trải nghiệm thứ 9, đó là khi còn trẻ thì bạn hãy đọc một quyển sách nào đó mà rất là dày. Bao nhiêu là dày? Thì dĩ nhiên tôi nghĩ rằng là so với cái trình độ của chúng ta thì một quyển sách mà tôi gọi là rất là dày thì nó tầm khoảng 400-500 trang thì tương đối là thuộc loại dày rồi. Tôi cũng không khuyến khích các bạn đọc một quyển cả ngàn trang, nhưng trình độ chúng ta chưa đủ để mà chúng ta đọc một quyển sách mà nó nhiều kiến thức như vậy. Cho nên là chỉ cần khoảng 400-500 trang là được rồi, nhưng mà tương đối nó phải dày. Lý do tại sao là bởi vì đó là một trải nghiệm rất là đáng nhớ. Bạn sẽ trải qua được tất cả những cung bậc khi mà bạn đối diện với một khó khăn nào đó. Tại vì một lẽ tự nhiên thôi, khi chúng ta nhìn một quyển sách rất là dày thì tự nhiên chúng ta sẽ rất là ngán. Nhưng mà lời khuyên của tôi đó là chúng ta hãy cứ đọc trong cái sự ngán ngẩm đó để làm gì? Để mà bạn bắt đầu bạn làm quen. Bạn làm quen được với, thứ nhất là bạn làm quen được với một cái khó khăn nào đó mà bạn không muốn làm, nhưng mà bạn biết rằng nó tốt cho mình, cho nên là bạn phải làm. Cái thứ hai là bạn làm quen được với cái mặt cảm xúc của bạn. Nó sẽ chuyển từ trạng thái rất là ngán ngẩm, chuyển sang trạng thái lúc mà đọc được một chút thì cảm thấy ok, cũng được, cũng hay hay. Càng đọc thì lại cảm thấy bắt đầu mình được nhập vào, mình được cuốn vào cái nội dung, mình cảm thấy rất là tâm đắc. Rồi đọc thêm tí nữa cảm thấy ôi sao đọc hoài nó không hết, lại bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm, lại cảm thấy bắt đầu cảm thấy chán, lại cảm thấy muốn bỏ cuộc. Tức là đó là những cung bậc cảm xúc rất là giống với một cái trạng thái cảm xúc mà khi chúng ta đối diện với một khó khăn nào đó. Và chúng ta đang rèn luyện cái điều này thông qua một quyển sách. Dĩ nhiên cái thói quen đọc sách là một điều rất tốt, tôi khuyên các bạn nên duy trì rồi. Nhưng mà khi chúng ta còn trẻ, hãy đọc một quyển sách có một độ dày tương đối khiến cho chúng ta ngán ngẩm, nhưng mà hãy nỗ lực làm điều đó. Và trải nghiệm thứ 10 cũng là trải nghiệm cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay. Đây là một trải nghiệm mở. Tôi để mở ra cho các bạn để mỗi bạn tùy vào cái hoàn cảnh của mình để mà các bạn có một cái trải nghiệm riêng. Đó là trong quãng đời tuổi trẻ thì bạn hãy dám làm một việc nào đó bất kỳ mà từ trước đến giờ bạn không tin rằng mình có thể làm được. Tôi chỉ nói đến cái việc là bạn dám làm thôi, chứ tôi không nói đến cái việc là bạn làm tốt. Tại vì để làm tốt, dĩ nhiên bạn cần có thời gian, bạn cần rèn luyện, bạn cần rút kinh nghiệm, v.v. Nhưng cái cảm giác là bạn dám làm một việc mà từ trước giờ bạn không nghĩ rằng là bạn có thể làm được thì đó là một cái cảm giác chiến thắng bản thân mình. Tôi lấy ví dụ, nếu như trước giờ bạn là một người rất là rụt rè, nhút nhát thì hãy dám thực hiện một bài thuyết trình trước một đám đông, 50 người, thậm chí là 100 người, một bài thuyết trình trên lớp của bạn, ví dụ vậy. Nếu bạn là một người chưa bao giờ dám đứng lên thuyết trình bằng tiếng Anh thì cứ hãy thực hiện một bài thuyết trình bằng tiếng Anh ngắn thôi, 5 phút thôi, không cần nhiều. Nhưng nếu bạn làm được điều đó, có thể là bài thuyết trình đó của bạn rất là tệ, không sao cả, nhưng quan trọng nhất là bạn đã chiến thắng được mình trong cái khoảnh khắc đó. Thì hãy làm một việc gì đó, đây là một gợi ý mở mà từ trước giờ bạn không tin rằng mình có thể làm được. Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 đến 25 tuổi. Lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc.
các bạn hãy nhớ lấy đoạn văn này của nhà văn Phan Việt để mà chúng ta thực sự dám sống một cái quãng đời tuổi trẻ của mình sao cho ý nghĩa nhất, để sau này sẽ không còn bất kỳ một điều gì bạn hối tiếc về những gì bạn đã trải qua. Và chương trình chúc cho tất cả các bạn sau khi xem chương trình này, đặc biệt những bạn nào còn đang trong lứa tuổi trẻ, hãy đứng ngay dậy để mà chúng ta làm một việc gì đó giúp cho cuộc sống của chúng ta ý nghĩa hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả các bạn và hẹn gặp lại vào tuần sau. Lắm lúc tôi phải đi qua những con đường dài, phải đi qua tháng ngày tăm tối, phải đi qua cái tôi. Ồ, tất cả những cái điều này là em lấy từ bản thân hết á. Hồi xưa hồi sinh viên là làm hết. Lắm lúc tôi phải đi thăm xóm thôn quê mình, phải đi thăm nghĩa tình nghèo khó, phải đi qua đó đây là nhà.